giả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài, gặp nhiều may mắn nhá anh em nhá. Như vậy là con máy 8DC11, con máy số 1 trong đơn hàng hai con máy cho ông chú ở trong cầu Bình Điền Long An đã xong. Và bây giờ sang đến con máy số 2 là con máy 8DC9-3A. Chú lấy một con 8DC11 và một con 8DC9-3A. Thì con C11 đã lổ xong ok hết rồi. Và bây giờ sang đến con máy đơn hàng số 2, con đơn hàng cuối cùng là con máy 8DC9-3A. Thì đây là con máy 8DC9-3A. Thì em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của con máy này cho anh em tất cả mọi người cùng xem và cùng biết nhá. Con 8DC9-3 này là lòng của nó là 1 tấc 35. Con này là đời heo to anh em này. Nó là đời cao nhất của 8DC9 rồi. Bơm to nhá. Con này thì chắc là mã lực của nó chỉ được 370-380 thôi anh em ạ. Nó sẽ không bằng 8DC11 được. 370-380. Vòng tua của nó là 2001-2002. Và lòng của nó 1 tấc 35. 8DC9-3 nhá. Thì cái dòng 3 này bao giờ nó cũng rất là đẹp. Dòng C9 này là máy hình thức bên ngoài đẹp lắm anh em ạ. Thì nó đẹp ở đâu em sẽ quay cho tất cả mọi người cùng xem và cùng biết nhá. Đây anh em xem này. Lốc liếc này vàng ươm này. Đây này, 7 màu hết này anh em này. 7 màu này, 7 màu dây co dầu 7 màu hết này. Đẹp rực rỡ luôn nhá. Đây hai bên dây lốc này 7 màu hết, đẹp rực rỡ. Quá đẹp, quá chất lượng rồi. Đây anh em xem này. Quá đẹp luôn. Đây anh em xem này. Hai bên mặt đằng trước nó đen xì luôn nhá. Máy còn nguyên zin hết. Bơm là to này. Con heo 7 màu nguyên zin hết này. Chưa có sự can thiệp của cà lê luôn anh em ạ. Chưa có sự con đẹp. Các cả dây co dầu 7 màu hết. Rồi con này 100% cốt không rồi. Đây anh em xem này. Lắp cabo này 7 màu hết. Dây co dầu. Máy lò xo luôn nhá. Đời cao rồi. Máy lò xo luôn anh em ạ. Rồi lốc này. Mặt quy lát này long lanh 7 màu luôn anh em ơi. Hai bên dày lốc này, áo giáp cái thứ vẫn còn này, 7 màu đẹp rực rỡ luôn nhá. Đây. Cổ có gió này, dây co dầu 7 màu hết, 7 màu. Quá đẹp, quá mới. Quá nguy hiểm luôn anh em ạ. Đây. 8DC9-3 nhá. Hình thức bên ngoài quá ok. Anh em xem cái bánh trớn của nó vẫn còn trắng tinh này, mới tinh luôn này. Máy nó chạy, máy nghĩa địa chạy cực ít luôn nhá anh em nhá. Hình thức bên ngoài của nó quá ok rồi. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lổ để gửi video cho chú. Lổ đi em ơi. Quá khỏe luôn. Như một con khủng long nhá. Không có một tí khói nào luôn này. Khỏe thế nhỉ? Không có một tí khóa nào luôn, êm ru luôn nhá.
quá. Đúng là máy 3A thật, khỏe thật, khủng khiếp luôn. Vừa rồi em vừa test nổ xong siêu phẩm 8DC9-3A. Con máy số 2 trong đơn hàng, hai con máy cho ông chú ở trong cầu Bình Điền Long An nhá. Con đầu tiên là con máy C11 đã xong rồi, và bây giờ đến con máy số 2 là 8DC9-3A. Lổ không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn. Máy nó khỏe, cực khỏe luôn nhá. Bây giờ 60K1 đắt anh em ạ. Bây giờ là anh em miền trong người ta lại chuyển sang dùng C9 Mitsubishi C9 máy V8 cho nó rẻ, giá thành rẻ mà mã lực cũng khỏe, lề tải anh em ạ. Em sẽ đăng video lên kênh. Nếu mà mọi người có xem được video thì anh em mong anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ con máy này nhá. Xem nó có đẹp đúng như lời em nói không. Thực sự rất đẹp luôn anh em ạ. Ngủ nghe tiếng nổ khỏe, rầm 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 ấy. Anh em nào đang có nhu cầu mua máy móc thì cần mua gì thì mọi người liên hệ cho em nhá. Bên cơ sở em có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ trọng nhỏ, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn luôn. Cầu cống số má không thiếu một cái gì luôn nhá anh em nhá. Cầu cống số má không thiếu một cái gì luôn, tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết. Và đặc biệt nữa là nếu mà mọi người có mua hàng ở trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ xem cái người mình đặt tiền mua hàng, người ta có cơ sở đồng hay không, và người ta có làm ăn uy tín hay không nhá. Để tránh những trường hợp rất là nhiều anh em bị chuyển tiền cọc cho những người làm ăn không uy tín rồi mất tiền cọc, hoặc là người ta chuyển gửi hình ảnh một con máy rất là đẹp, báo giá một con máy rất là đẹp, rồi anh em chuyển tiền cho người ta nhưng khi gửi vào là một con máy không đúng. Bây giờ không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy vào thì ôm phải con máy không dùng được, thế là cãi nhau, cãi vã nhau, thế là bóc phốt nhau trên mạng nhiều lắm. Tại sao ở video nào em cũng phải nhắc nhở anh em để cho mọi người hạn chế rơi vào những trường hợp như thế. Vì khi mà anh em rơi vào những trường hợp như thế nhiều thì anh em sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng, mà em là người bán hàng trên mạng rất là nhiều. Mà vì một số thành phần không uy tín như thế mà mình bị ảnh hưởng thì rất là buồn anh em ạ. Vì thế mà lúc nào phải nhắc nhở anh em để không rơi vào những trường hợp như thế. Và em Hưng cũng xin lưu ý là nếu mà cái máy móc của anh em hỏng hóc nó chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay cả con máy ấy, anh em cần mua đồ gì nhá, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua em bán ra rất là nhiều đơn đồ vặt, gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ vặt của anh em lại lớn như thế. Có những anh em người ta điện cho mình bảo là anh ơi anh giúp em với, anh bán cho em cái đồ này, cả bây giờ không có cái đồ này xe em không chạy được, máy không nổ được. Thế là có những cái đồ của em hết, em lại phải tháo cả con máy cả 100 triệu ra để bán cho anh em ấy. Vì nói thật là bán cái đồ vặt này nó không là lãi bao tiền đâu, nhưng nó giúp mình quảng bá cái cơ sở của mình, sau này nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn. Sau này nếu mà anh em hay là bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc gì thì chắc chắn là anh em sẽ giới thiệu cho mình. Cái điều đấy là điều mình sẽ được, vì thế mà lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ anh em hết mình luôn. Mà những cái đồ cũ là những cái đồ bãi đi theo máy, những đồ nó rất là bền nhá anh em nhá. Cái chất thép nó khác hoàn toàn với những đồ mới sản xuất đại trà sắt pha gang. Cái chất thép độ bền của nó sẽ không mà bằng được, em khẳng định luôn. Anh em không tin có họ thể hỏi những cái anh em thợ lâu năm, người ta sẽ tư vấn cho anh em. Cái điều đấy là điều không mà sai đâu anh em ạ. Và em Hưng cũng xin lưu ý là nếu mà anh em cái video em đăng lên ấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy, thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của mọi người, vào cái phần mềm YouTube này, TikTok, Google này, tìm kiếm là động cơ ô tô Hưng Thịnh nhá. Và trong đó sẽ ra đầy đủ 5 cái cơ sở của em luôn, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, xe thùng, xe ben, xe khách, xe đầu kéo, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt, cù các, tất cả các loại cầu nhỏ cầu to, số nhỏ số to, máy nhỏ máy to nhá. Tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh em có nhu cầu luôn. Và đặc biệt nữa là nếu mà anh em cần tư vấn máy móc gì thì đang cần mua máy để vào công việc gì ấy, anh em cần tư vấn thì mọi người cứ liên hệ cho em nhá. Và hai số điện thoại của em, hoặc là nhắn tin qua Zalo, hoặc là bình luận trên các video TikTok, YouTube, em sẽ tư vấn cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người. Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn đến chú khách hàng quen ở cầu Bình Điền Long An nhá. Chúc chú mua máy của cháu về sớm bán hết. Cảm ơn tất cả các quý khách đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em đã ra. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video con máy tiếp theo nhá. Hẹn gặp lại anh em.